vào ứng dụng đã có và nhấn nói để nhập tìm kiếm thông tin học sinh bằng giọng nói qua mã học sinh đã được nhà trường cung cấp vào đầu năm. Sau khi nhập thành công mã, nhấp vào câu trả lời chính xác và kiểm tra để kiểm tra một lần nữa danh tính học sinh cần xin phép. Đến bước tiếp theo, SSA sẽ yêu cầu chụp hình để nhận diện khuôn mặt. Bấm vào camera để chụp. Thành công bước đó, sẽ có đầy đủ thông tin học sinh và lớp. Tiếp đến là chọn xin nghỉ hoặc xin đi trễ. Nếu chọn xin nghỉ, nhập ngày xin nghỉ và lý do theo yêu cầu của SSA. Bấm hoàn tất để hoàn thành xin phép. Bên cạnh đó, SSA còn đưa ra lời khuyên dựa trên lý do được nhập vào. Với tính năng này, tụi mình sử dụng code từ khóa. Nếu lý do được nhập là bệnh, SSA sẽ phản hồi, nghỉ ngơi đầy đủ, uống nhiều nước, uống thuốc theo chỉ định, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, giữ vệ sinh. Nếu lý do được nhập vào là sốt, SSA phản hồi, uống Epicin, tắm nước ấm, uống nhiều nước, nghỉ ngơi, mặc đồ mát. Đây chính là code của chúng mình. Nếu chọn đi trễ, SSA sẽ yêu cầu điền vào thời gian đi trễ từ lúc mấy giờ và đến lúc mấy giờ. Sau đó nhập lý do để hoàn thành. Thì chúng ta sẽ dùng hai cái hàm, đó là Duket. Duket sẽ làm việc ở bên AppScript, còn Duket sẽ làm việc ở bên GitHub Inventor. Và tụi nó cần một cái để liên kết thì mình sẽ chọn cái đó là cái chữ E. Thì sau đó thì mình sẽ khai báo những cái như là SS và SH. SS hai cái hàm SS và SH là dùng để nhận diện cái trang Google Sheet của mình. Và chúng ta sẽ kết nối với lại cái GitHub bằng cái điều kiện là Fancy Create. Thì bên GitHub chúng ta sẽ có cái hàm code fancy create, thì khi mà nó so sánh được cái sự giống nhau thì nó sẽ thực hiện cái đại code này. Và tiếp theo chúng ta sẽ đưa ra những cái biến mà mình cần. Đầu tiên đó là tên học sinh, lớp của học sinh và nghĩa từ ngày nào đến ngày nào và lý do nghỉ. Sau đó thì nó sẽ, và bên GitHub thì chúng ta cũng code những cái đó tương tự với những cái label và những cái textbox. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ sắp xếp nó vào theo từng hàng và từng cột. Và sau khi đã hoàn tất thì nó sẽ hiện thông báo đó là đã hoàn thành success. Xác nhận lại thông tin nghỉ học qua Gmail. Để chắc chắn rằng phụ huynh xác nhận được việc con mình nghỉ học, SSA ngoài nhận diện khuôn mặt còn gửi lại thông tin xác nhận qua Gmail cho phụ huynh, phòng những tình huống qua mặt xin phép nghỉ học ở học sinh. Việc xác nhận thông tin nghỉ học một lần nữa thông qua Gmail phụ huynh càng chứng tỏ sự chính xác hiện đại của SSA.